Đàn bà có tướng mạo này, có cho thêm tiền cũng khiến đàn ông chạy mất xếp. Những người phụ nữ này thường có tính cách ngang tàng, không tôn trọng bất cứ ai và có thể động chân động tay đánh đập người khác ngay lập tức. Vì thế, những người đàn ông có tính cách hiền lành thường không dám tới gần và nếu được cô ấy tấn công thì các chàng cũng sợ chạy mất xếp. Cùng lấy ngày tốt khám phá tướng mạo của cô nàng khiến đàn ông khiếp sợ nhé. Đôi lông mày hơi vết lên trên phụ nữ sở hữu tướng lông mày này luôn nên đến cho người đối diện cảm giác hung hăng hống hách nhưng thực ra đây chỉ là sự che đậy cho trái tim yếu mềm của họ phụ nữ sở hữu tướng lông mày này thường cố gắng gục mình thể hiện mình là người có bản lĩnh ngang ngược nhưng trên thực tế đó là cách họ lựa chọn để bảo vệ mình trong chuyện tình cảm họ luôn thể hiện là người ngang tàng nhưng phần lớn là cố tình tạo ra chứ không phải bản chất thật của họ sợi lông mày thô ngắn ấn đường hẹp Họ là người tương đối hẹp hòi, ích kỷ, luôn tìm cách gò ép người khác. Phụ nữ sở hữu tướng mạo này rất nam tính, thiếu sự mềm mại và nhẫn nại của phụ nữ, thích hành sự thô bạo, tham vọng, đòi hỏi lớn, lúc nào cũng thấy đối phương không đáp ứng được yêu cầu của bản thân mình. Đây là mẫu phụ nữ thích chi phối người khác làm theo ý mình, thậm chí là người rất chuyên quyền, thích ra lệnh và ép buộc người khác làm theo mình và luôn cảm thấy thích thú, vui vẻ khi nghe những lời phục tùng của người khác. Tướng mũi cao to, mũi của phụ nữ đại diện cho phu vận, chủ hôn nhân, quyền lực và tài vận. Nếu phụ nữ sở hữu tướng mũi vừa cao vừa to, tức tính chủ quan rất cao, ý kiến lắm, thường có khuynh hướng đàn áp bắt nạt người khác. Nếu giữa chóp mũi bị trẻ, sẽ là người lấn át và truy đuổi người khác đến cùng. Ngoài ra, nếu sở hữu thêm đôi mắt trắng, thì tính khí càng cục càng thô lỗ, dễ vì chuyện nhỏ trong chuyện tình cảm mà gây hấn với đối phương. Răng nhọn và nhô ra Phụ nữ có tướng mạo này đa phần tính cách ngang tàng, ngỗ ngược, miệng lưỡi sắc bén, lấn át người khác, thường xuyên vô duyên vô cớ thích gây hấn với người khác. Những cô nàng này thường gây gớm đanh đá, thường xuyên vô lý chê ngươi, gây sự với người khác, nên trong cuộc sống thường xuyên gây mâu thuẫn, tạo thị phi, tạo khẩu thiệt. Những mẫu phụ nữ này thường chủ tài khoe khoang sự mạnh mồm của mình, rất thích dùng giọng nói của mình để lấn át, trói buộc đối phương, ưa quản mọi chuyện của đàn ông, khiến đàn ông luôn cảm thấy ngột ngạt. Sương chán cao. Trong diện tướng học, sương chán đại diện cho quyền lực của mỗi người. Nếu phụ nữ sở hữu xương chán cao và nhô, sẽ là người ưa quyền lực. Mỗi người này thường có bản lĩnh bao đồng, thích xía vào chuyện người khác, đặc biệt thích quản mọi chuyện lớn nhỏ của người đàn ông bên cạnh mình. Thêm nữa, họ lại là người tham vọng, chi phối người khác rất cao, luôn đòi hỏi đàn ông phải giam giáp, nghe theo mọi hiệu lệnh của họ. Điều quan trọng nhất là những người phụ nữ chán lưu cao, xương chán lộ rõ sẽ là người có tướng khắc phu. Đàn ông nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với họ. Tính cách nóng nảy cùng thái độ cực đoan chính là điểm yếu của những cô nàng chuyên quyền. Qua chương trình ngày hôm nay, chị em có tính cách khiến đàn ông sợ hãi khi tiếp xúc thì cũng nên tiết chế cảm xúc và cư xử đúng mực hơn nhé. Mong rằng mọi phụ nữ mạnh mẽ đều tìm được một bờ vai yêu thương mình hết mực. Và đừng quên theo dõi các chương trình thú vị của Lịch Ngày Tốt các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta. Nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ.